Oklahoma, Alamaz. Vâng, Pamirian, Sumerian, AC và Greek là quân bên phía của team Hà Nội, trong khi đó bên này là một Catharian của Hồng Anh. Vâng, một Sumerian, một Roman và tiếp tục lại là Catha, vẫn lắm Catha thế à rồi. Tối chắc là đi ăn lẩu cá rồi. Lẩu cá chặt chẽ luôn. Vâng, tối ăn lẩu cá chặt chẽ rồi. Bên kia có Pan, Summer, AC, Greek. Bên này có Roman, hai Katha và một Summerian. Có một Summer của Dũng Con thì lại chui ra ngoài. Hồng Anh có lẽ xem một trận đấu đánh chắc nhà của mình thôi. Lừa rồi lại có trò lên 4. Khó có thể khác được giống như trận cho son trước vậy. Đây là nhà của Sumerian Tiểu Bạch Long. Có bầy hiêu và con vực. Tom Krui cầm Roman. Vẫn phải lùa cái bầy hiêu này về. Không đông ép ăn cả hai được rồi. Hiêu 4. Giết sư tử và tìm ra được voi. Nhưng mà anh lùa vào cánh rừng bên kia. Sát mép. Ấn nút gì ạ? Đây là cái gì? Không thạo vẫn quay trở lại màn hình máy của game thủ Tôm. Đưa được voi về. Và bây giờ thì anh hướng dần thẳng thì góc 9 giờ luôn. Hồng Anh chết một dân do câu voi. Hồng Anh dâng lờ. Tưởng anh chắc nhà lên 4. Đây là vô thường. Catharian có lẽ chắc nhà chính ở đây. Vâng, Sumerian ở đầu cánh tôm. Đập chúng cái gì rồi. Vâng, đây là bãi quả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, chuẩn bị đóng BM. Và đây là BL. Không được sớm. Quả đầu xấu. Bãi vàng cũng không quá đẹp. Vâng, như vậy đây là mạng. Vâng, 6 đầu cánh bên này. Đầu cánh của anh Dũng. Hai lần được dâng tương đối vòng vèo tới từ game thủ trẻ Hồng Anh. Đấy, từ loằng ngoằng mới đúng. 6 đánh chém và có lẽ đã đi dò chọc anh Dũng rồi. Đây là Dũng con. Và là hốc thì cũng không ra hốc. Vâng, lên 3 xong kích bánh xe. Lực thực là tương đối ổn. Có một con giò của màu 6 đang công vào. Vâng, dừng hình. Ai là người bị đít? Ơ, lại chạy tiếp. Vâng, tại ông vô thường ấn dấu hỏi chấm mới là không bị đít nữa. Vâng, chúng con tạm thời khỏe nguyên. Hồng Anh, vâng, màu 8 đánh y thủ về lớp trên 12 giờ. Vâng, Hồng Anh lọt vào một tơn rất hiểm hóc. Vâng, y thủ tới từ về lớp. Lạc đà chém luôn, công phu chăng? Công phu hay công y? Công phu hay công y? Tương đối ổn, dành cho Hồng Anh một bài đi công P. Tiểu Bạch Long tham 43/56, rất khỏe. Tôm tham 25/36. Nhưng tạm thời thì cũng đang chưa làm gì được màu 7. Còn game thủ vô thường tham nay 36/52. Dũng con đã đẩy ra để công vào nhà màu 7. Chứ các bạn màu 6 của xi măng. Vâng, quay trở lại với màn hình máy của Hồng Anh. Hồng Anh đang công phu lên nhà của game thủ về lớp. Công phu rất hay. Và bây giờ thì lao vào chém nhà B. Cả y luôn nữa đi. Phù đi. Rất nhiều là đạp ban của Hoàng Mai Nhi.
cả màu 7 cũng sang đây. Còn có cả Hoàng Mai Nhi. Chứ các bạn là có cả Vô Thường trong tuần này. Đang tương đối loạn tiến phân thầy. Vâng, pha công phu này đã bị hóa giải khi mà cả Pan và cả game thủ màu 7 sang cứu. Và bây giờ lộ cả nhà Y luôn rồi. Tiểu Bạch Long tham 76 nhưng 76 cầm Summer bơm vàng. Tiểu Bạch Long lên công nghệ đi. Tom Cruise 29 trên 36. Đang bị Pamiran công vào quá gay gắt. Cuối cùng đây là Vô Thường tham 35 trên 68. Vâng, mất dần những tên đơn vị tham của cả 4 nhà rồi. Cả 3 nhà ngoài Tiền Bạch Long rồi. Khó thế nhờ. Vâng, tham 92 cho 108 của Dũng Con và tham hiện tại vẫn đang cân. Vâng, lạc đà Pan tràn vào nhà Dũng Con một tên. Tương đối bất ngờ. Phát hiện được rằng là Dũng Con đã đập cả. Vâng, như vậy là Greg của VNLOB đã lên sóng 4 và nhiều năng sẽ chơi ca to. Vẫn còn nhà Pan khỏe nguyên nữa. Pan khỏe nguyên các bạn biết rồi, họ chảy lạc đà, họ chém cả hot luôn. Nhưng rất may đây là hot của Summer, có thể lên được hot thần. Bên kia thì sẽ đánh pháo to thì làm sao Summer chịu được đây. Phải chặn, ôi y đẹp. Y đẹp lưu thẳng vào nhà luôn. Số 6 và 8 cũng đang bú vàng trên bản đồ rồi.
Vâng, quyết rồi, 2-0-5 dành cho Hà Nội. Và lại phải làm lại thôi. Quân khó đánh quá.